Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Thời gian trở lại đây, những bộ máy tính để bàn all-in-one giành được rất nhiều sự quan tâm cũng như ưu ái bởi ưu điểm vượt trội mà chúng có thể mang lại. Sở hữu kích thước nhỏ gọn tinh tế nhưng vẫn đảm bảo cho người dùng cực kỳ đầy đủ những tính năng chẳng khác gì một chiếc máy tính để bàn thông thường. Nắm bắt được xu hướng đó thì Lenovo đã cho ra mắt mẫu máy tính để bàn all-in-one Lenovo Idea Center 3. Và đây là dòng máy tính tích hợp sẵn CPU và màn hình luôn, khiến máy trở nên gọn nhẹ, không tốn nhiều diện tích cũng như đảm bảo được tính thẩm mỹ hơn so với những bộ PC văn phòng bình thường khác. Hơn nữa, nó còn rất phù hợp với khả năng tài chính khi các bạn còn được Lenovo tặng kèm bàn phím và chuột sẵn khi mua máy. Sang trọng, tinh tế là những cảm nhận đầu tiên khi mình nhìn vào mẫu máy tính để bàn all-in-one Lenovo Idea Center 3. Bao trùm toàn bộ máy là màu đen thanh lịch, logo Lenovo được đặt ở phần chân đế giúp người dùng nhận diện thương hiệu. Toàn bộ máy được làm bằng nhựa nên cân nặng chỉ vào khoảng 6,8kg, nhẹ và di động hơn nhiều so với PC truyền thống. Phần thân máy không quá dày, vì vậy khi nhìn vào mọi người sẽ nghĩ đây chỉ là một mẫu màn hình đơn thuần. Chưa kể đến là phần cổng kết nối được đặt hết về phía sau, giúp các bạn dễ lắp đặt, sắp xếp và kết nối với các thiết bị ngoại vi hơn, bao gồm hai cổng USB Type-A 3.2 Gen 2, hai cổng USB Type-A 2.0, một cổng mạng LAN RJ45, một cổng HDMI và một cổng nguồn. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể kết nối với các thiết bị ngoại vi bằng Bluetooth để lắp đặt máy gọn gàng cũng như là tối ưu không gian làm việc hơn. Và cạnh trên của máy tính thì vẫn được trang bị webcam với thiết kế linh hoạt di động. Khi cần sử dụng thì chúng ta chỉ cần kéo lên, còn không cần thì ấn xuống để ẩn nó đi. Ngoài ra còn tích hợp tính năng mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt bởi IR camera hồng ngoại. Nhờ đó máy được bảo mật tốt hơn cũng như thao tác mở máy nhanh chóng hơn. Thay đổi nhiều nhất trong thiết kế chính là phần thân đế. Thay vì hình zig zag như các dòng cũ thì với phiên bản này, Idea Center 3 thiết kế phần chân đế công thái học hình chữ nhật, logo Lenovo được đặt ngay ở phần chân đế, phần giá đỡ màn hình và chân đế được làm bằng kim loại chắc chắn. Phần màn hình này có thể ngửa lên ngửa xuống linh hoạt, cho phép người dùng có thể tùy chỉnh góc nhìn cực kỳ linh hoạt để phù hợp với tư thế ngồi cũng như điều kiện ánh sáng trong phòng. Chắc chắn và sang trọng hơn sẽ là những từ để mình miêu tả về phiên bản mới này của Idea Center 3. Và ở đây, mẫu máy tính sẽ sở hữu màn hình là 23,8 inch, độ phân giải là Full HD, tấm nền IPS, cộng thêm viền màn hình siêu mỏng giúp tối ưu không gian hiển thị và cho góc nhìn rộng hơn tới 178 độ, phục vụ tốt cho công việc. Độ sáng màn hình khi đo là 250 nits và tích hợp công nghệ chống chói anti-glare. Đây là thông số của một chiếc màn hình cơ bản có thể đáp ứng tốt các nhu cầu làm việc, giải trí đơn giản và rất là phù hợp với nhu cầu sử dụng của các bạn sinh viên hay dân văn phòng. Là dòng máy hướng đến đối tượng dân văn phòng nên cấu hình của Idea Center 3 được trang bị ở mức ổn với Intel Core i5-1135G7, 8GB, 256GB SSD, có thể giúp cân mọi tác vụ văn phòng như Word, PowerPoint, Excel hay giải trí xem phim đơn giản. Bên cạnh đó thì máy tính để bàn này còn sở hữu được đồ họa tích hợp Intel Iris Xe Graphics, đáp ứng tốt nhu cầu chơi các tựa game nhẹ hay chỉnh sửa hình ảnh đơn giản. Và là một chiếc máy tính all-in-one tích hợp tất cả trong một nên Idea Center 3 được trang bị thêm cả loa ngoài, âm lượng khá lớn, chất lượng âm thanh ở mức ổn nên mình sẽ bật thử cho các bạn nghe nhé. Tổng kết lại thì Lenovo Idea Center 3 là một chiếc máy tính để bàn đem lại hiệu suất làm việc ổn định, thiết kế đẹp, gọn gàng, sang trọng, phù hợp với một góc làm việc văn phòng. Và cuối cùng thì link sản phẩm cũng như các chương trình khuyến mại mình sẽ để dưới mô tả để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp mọi người ở trong những video sau.